Chào các bạn, lại là mình Triệu Nguyễn Huyền Trang đây. Các bạn đã đi học về chưa? Các bạn thi học kỳ xong chưa? Bây giờ là 8 giờ tối, mình vừa đi làm về. Cũng đói rồi nhưng mà mình phải ngay lập tức ngồi quay một video rất quan trọng. Bởi vì chiều ngày hôm nay mình đã nhận được một tin nhắn như thế này. Mình bắt đầu làm những nội dung về ngôn ngữ, về văn học và đổi mới giáo dục từ nhiều năm trước. Trong suốt quá trình đó thì mình thấy có một nhu cầu rất lớn đến từ các bạn học sinh, đó là nhu cầu mở rộng vốn từ vựng. Các bạn muốn biết nhiều từ hơn, sử dụng từ chính xác, hay hơn và tinh tế hơn. Các bạn hỏi mình nhiều lắm, hỏi theo kiểu là chưa có cuốn sách nào để mở rộng vốn từ, có cách nào để ghi nhớ được từ nhanh và dùng từ khéo léo. Khi đọc bình luận, đọc tin nhắn của các bạn, mình cũng rất sốt ruột và cũng mong một ngày nào đó có thể giúp được các bạn. Cuối cùng thì sau một thời gian dài suy nghĩ, mình đã có giải pháp. Giải pháp chính là cuốn sách trên tay mình, sách tinh gọn dành cho môn văn. Các bạn biết không, để ghi nhớ được từ vựng và làm giàu vốn từ cho riêng mình ấy, thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu về cơ chế vận hành của não bộ. Nghe thì hơi to tát nhưng mà thật sự muốn học hiệu quả thì phải nghiên cứu và phải tìm hiểu ở góc độ khoa học chứ không thể học kiểu một cách máy móc được đâu. Để nói về cơ chế vận hành của não bộ, mình sẽ lấy một ví dụ rất đơn giản. Các bạn tham gia một buổi giao lưu và trong buổi ngày hôm đó chúng ta được nghe khoảng 20 người đứng lên giới thiệu về bản thân. Nhưng các bạn biết không, người mà các bạn sẽ nhớ nhất phải là những người hoặc là có quê quán cùng với chúng ta, tức là có một cái điểm chung nào đấy. Hai là người đó giới thiệu rất kỹ và đã chia sẻ những câu chuyện riêng, nó có điều gì đó giống với chúng ta. Thế xong rồi sau đó khi mà các bạn móc nối được những cái thông tin đó thì chúng ta sẽ nhớ rất tự nhiên. Hoặc là khi mà chúng ta bước vào một cái lớp học mới, thế thì theo bạn ai sẽ là người bạn nhớ tên, nhớ được đặc điểm về họ nhanh nhất? Thông thường thì người đó phải là người ngồi cùng mình hoặc là lớp trưởng, tức là những cái người nào mà chúng ta có sự va chạm tiếp xúc liên tục. Đó chính là cơ chế vận hành của não bộ. Bạn không thể nào mà ép não bộ ấy là mày phải nhớ cái này, phải nhớ cái kia. Bởi vì não của chúng ta không giống như máy tính. Máy tính thì mình có thể dùng thao tác copy paste, tức là dán vào. Và khi nào mà bộ nhớ đầy, chúng ta chủ động xóa thì máy tính mới được giải phóng cái dung lượng đó. Nhưng não bộ con người thì phải thông minh hơn thế rất nhiều lần. Bạn cứ thử hình dung là nếu như chúng ta không biết tự quên đi ấy, thì chắc là mình phải cần mấy cái đầu mới có thể chứa hết được những thông tin mà mình đã gặp trong suốt cuộc đời. Não của mình chỉ lưu lại những thông tin nó phải có sự liên quan đối với những gì đã có ở trong đầu của chúng ta, hoặc là phải có một ấn tượng sâu sắc, hoặc chúng ta phải biết là nó quan trọng, thì lúc đấy mình bắt đầu nạp vào bộ nhớ. Vậy thì dựa vào cơ chế vận hành đó thì mình cùng với các bạn Gen Z đã phát triển một loại học liệu cho môn văn, gọi là học liệu tinh gọn. Và cuốn sách này chính là ấn phẩm đầu tiên. Cuốn sách này sẽ có 3 đặc điểm để giúp các bạn mở rộng vốn từ một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đặc điểm thứ nhất đó là sách thì phải có chủ đề. Các bạn đọc tiêu đề chưa? Văn học cách mạng theo dấu ước mơ. Chủ đề đầu tiên là về văn học cách mạng. Những tác phẩm viết trong thế kỷ 20 đi qua hai cuộc kháng chiến lớn của đất nước, đó là kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp. Bởi vì bắt đầu từ năm lớp 9, các bạn đã được học rất nhiều về các tác phẩm văn học cách mạng. Bởi vậy thì để phân tích, cảm thụ hoặc là để hiểu về nó thì đương nhiên chúng ta phải có các từ vựng liên quan đến chủ đề này. Và chủ điểm thứ hai đó chính là theo dấu ước mơ. Đây là một chủ đề rất lớn trong văn nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý, đặc biệt là những phẩm chất của người trẻ. Để gắn kết được với nhau thì mình đã lấy những hình tượng văn học, những nhân vật văn học ra làm ví dụ để viết về hành trình theo đuổi ước mơ của thế hệ trẻ Việt Nam thế kỷ trước. Tức là từ lúc mà đất nước mình bị Pháp xâm lược đó, cho đến lúc mà Việt Nam thật sự được độc lập thống nhất vào năm 75, thì các anh chị, những người tiền bối của chúng ta, họ đã phải làm gì để theo đuổi cái ước mơ đó. Đầu tiên là phải hiểu xem là thế tại sao cần phải có ước mơ. Sau đấy sẽ là những phẩm chất cần phải có, ví dụ kiên trì, quyết tâm, dũng cảm, nhiệt huyết, rồi cứ lần lượt như thế, cho đến cuối cùng là thực hiện ước mơ để làm gì? Chính là để yêu quê hương, bảo vệ quê hương của chúng ta. Đây là những chủ đề rất quen thuộc khi các bạn đi thi nghị luận xã hội về tư tưởng đạo lý, và ngay cả trong chính cuộc sống của các bạn, chúng ta thường xuyên phải thuyết trình về những chủ đề này. Và thực tế là khi mà các bạn liên tục gặp những từ vựng trong các bài viết đó, đặc biệt là những từ vựng được chọn lọc, thì các bạn sẽ nhớ từ một cách rất tự nhiên bởi vì những bài viết này theo chủ đề. Và sau khi chúng ta đọc xong một cuốn sách chỉ khoảng 80 trang, hoặc là mình đọc đi đọc lại, thì mình hoàn toàn có thể ghi nhớ được.
Đặc điểm thứ hai giúp cuốn sách này hiệu quả trong việc học từ vựng đó chính là giải thích rất nhiều về kiến thức từ vựng tiếng Việt. Bình thường các bạn đi học, mình biết là còn nhiều bạn vẫn lơ mơ danh động tính từ, hoặc là chúng ta lơ mơ về các biện pháp tu từ, những kiến thức sơ đẳng nhất về từ vựng tiếng Việt. Các bạn biết điều gì không? Tôi có nhiều từ vựng không có nghĩa là tôi sẽ viết hay. Bởi vì khi chúng ta có nhiều từ nhưng chúng ta phải rất tỉnh táo trong việc sử dụng từ. Trong trường hợp này, tôi nên dùng từ như thế nào để cho văn bản, để cho bài viết của tôi nó sang hơn, nó có không khí rất là cổ điển, trang trọng. Nhưng bài viết nào thì tôi sẽ phải dùng những từ ngữ để thể hiện được sự mộc mạc, thân quen. Nếu là văn nghị luận thì bây giờ tôi sẽ phải mở bài như thế nào, dùng những từ gì trong phần mở bài để phần mở bài của tôi nó sẽ hấp dẫn hơn, cô đọng hơn, không có vượt quá cái số chữ mà giám khảo yêu cầu. Thì đó là lúc mà chúng ta phải sử dụng kiến thức liên quan từ vựng. Nếu như các bài viết trong sách cho các bạn một lượng từ vựng rất dồi dào liên quan đến chủ đề văn học cách mạng, chủ đề phát triển bản thân, thì những trang giải thích về kiến thức từ vựng lại củng cố cho các bạn những nội dung liên quan đến tiếng Việt và thuyết phục các bạn là tại sao bạn phải dùng từ như thế này. Các bạn thử đọc một ví dụ nhé. Thật ra là kiến thức từ vựng tiếng Việt sẽ được giải giác trong chương trình trong khoảng 9 năm. Nhưng mà thông thường là mình học xong mình sẽ quên, hoặc là mình học xong mình biết thế thôi, mình không biết cách áp dụng. Đối với các nhà văn, nhà báo hoặc là như chúng mình là những người làm truyền thông chuyên nghiệp thì chúng mình luôn luôn phải suy nghĩ về việc dùng từ nào cho hợp lý. Khi mà mình làm ra một câu slogan, một câu châm ngôn cho một hãng bất động sản và bán nhà cho những người nhà giàu thì sẽ phải dùng cụm từ gì để nghe nó sang chảnh. Nhưng khi mà chúng ta bán nhà cho những người có thu nhập trung bình thì mình phải dùng một câu nói như thế nào để đi thẳng vào vấn đề và đánh vào được cái tâm lý của mọi người. Thế thì dùng từ là cả một nghệ thuật, và trước khi đạt đến trình độ đó ở bậc đại học thì các bạn sẽ cần phải ôn luyện tất cả những kiến thức từ vựng trong tiếng Việt khi các bạn còn học cấp 2, cấp 3. Khi các bạn đọc cuốn sách này sẽ thấy chúng mình nhắc lại rất nhiều kiến thức cũ, bởi vì Khổng Tử đã nói rồi, ôn cố tri tân, tức là phải học lại cái cũ để biết được điều mới. Có rất nhiều thứ chúng ta học qua tưởng là mình đã nắm thành thạo rồi, nhưng mỗi một lần học lại mình lại thấy có những điều mới. Và học những kiến thức cốt lõi, từ đó mình sẽ chủ động sáng tạo và phát triển được những nội dung bài viết của riêng mình. Đặc điểm thứ ba của cuốn sách hỗ trợ cho việc cải thiện trí nhớ khi học từ vựng, nó lại nằm ở phần hình thức, đó chính là màu chủ đạo của cuốn sách. Cuốn sách là một sản phẩm của mình và đội ngũ Yên Văn, bởi vậy nên chúng mình đương nhiên là phải dùng màu chủ đạo của Yên Văn, chính là màu xanh, một màu xanh rất là mát mắt và yên bình. Thật ra là trong giáo dục, trong việc là cải thiện trí nhớ thì những tiếp xúc với những thứ có màu pastel, đặc biệt là màu xanh, sẽ giúp các bạn tiếp thu được tốt hơn và tập trung hơn. Nó cũng sẽ hiệu quả hơn trong lúc mà các bạn đọc một nội dung và sau đấy nhớ những cái thông tin này. Vừa rồi là tất cả những chia sẻ của mình ở góc độ của một người đã đề xuất ý tưởng và đã phát triển ra cuốn sách tinh gọn này. Hiện tại thì Yên Văn có rất nhiều cuốn chứ không chỉ có một cuốn văn học cách mạng đâu. Nhưng đang trong quá trình thay nghén, sắp tới chúng mình sẽ ra mắt thêm cuốn Theo chân văn học đi dọc Việt Nam và sẽ cung cấp trường từ vựng liên quan đến thiên nhiên, môi trường. Đây cũng là một chủ đề rất lớn trong nghị luận xã hội và trong chính quá trình các bạn học ở trên trường ấy. Ở góc độ của một nhà nghiên cứu, của một người tìm hiểu về ngôn ngữ, về truyền thông, về khoa học não bộ, thì mình thấy rằng khi mà mình làm bất cứ một sản phẩm sáng tạo nào đều dựa trên lý thuyết và những phương pháp khoa học, nhưng thực tế là khi mà đưa vào thực tiễn ấy, thì sẽ cần phải đợi độc giả phản hồi, phải đợi có sự chứng minh kiểm nghiệm, thì lúc đấy mình mới có thể tự tin là những gì mình làm hữu ích cho cộng đồng. Bởi vì những cuốn sách này dù có giá 10.000 hay 100.000 thì đều là tiền cả. Và mình biết là các bạn cần phải xin bố mẹ, cần phải tiết kiệm tiền để có thể mua được. Bởi vậy thì mình muốn các bạn cân nhắc thật kỹ trước khi mua, và nếu mua thì hãy đảm bảo là chúng ta sẽ đọc cẩn thận, chúng ta sẽ học một cách kiên trì bền bỉ để cảm thấy có sự hiệu quả. Phải đọc 2-3 tháng, đọc liên tục, đọc đi đọc lại. Mỗi một lần mà các bạn cảm thấy bí, cảm thấy có vấn đề gì liên quan đến nghị luận xã hội, hoặc là cần phải tìm hiểu về một tác phẩm văn học, đôi khi là chúng ta chỉ muốn giải trí một chút thôi, thì mình hãy mở ra đọc để có thêm năng lượng, có thêm tinh thần. Lúc đó thì các bạn mới thật sự thấy được sự hiệu quả. Hy vọng những ấn phẩm của Yên Văn có thể giúp các bạn học văn hiệu quả hơn. Chúng ta sẽ gặt hái được những thành công lớn hơn nữa, không chỉ trong phạm vi trường học mà còn trong chính cuộc sống hàng ngày, trong chính quá trình giao tiếp hàng ngày của các bạn.
Cảm ơn các bạn đã xem video, và nếu có thắc mắc, các bạn vui lòng liên hệ với fanpage của Yên Văn theo mô tả ở trong video này nhé. Chào các bạn và hẹn gặp lại!